Tên thật của ông là Nguyễn Văn Chiến, dù người dân trong vùng quen gọi ông là ông Tám Nhân. Ông dưỡng tóc từ năm 10 tuổi. Đến năm 17 tuổi, vâng lời thầy cô, ông cắt tóc nhưng sau đó ông ngã bệnh. Gia đình chữa rất nhiều thầy lang, rất nhiều thuốc vẫn không khỏi. Ông để ý và thấy khi tóc dài trở lại là lúc ông khỏe ra. Một hôm vào buổi trưa, nằm ngủ võng, nằm mơ thấy có một ông lão râu tóc rất là dài cúi xuống vuốt đầu và nói với ông rằng: "Mái tóc dài đẹp lắm con." Ông giật mình tỉnh dậy, chạy vào nhà kể cho cha mình hay. Cha ông khuyên ông rằng: "Thôi từ đây con đừng cắt tóc nữa." Thế là từ đó ông Tám Nhân nuôi dưỡng đầu tóc cho đến nay đã ngoài 70 năm. Nhà của ông Tám Nhân nằm cuối con hẻm nhỏ và ngay sát với gạch ông Hổ. Ông Tám ơi, ông Tám năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là 94 tuổi rồi. 94 tuổi rồi? Dạ. Thì dân chòm xóm gọi ông là ông Tám, nhưng ông tên thật là gì? Ông tên thật là Nguyễn Văn Chiến. Nguyễn Văn Chiến. Ở Đông Hòa, ấp Dầu, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Tụi con nghe nói ông Tám có một cái đầu tóc rất là đặc biệt, rất là dài. Dài nên tụi con từ Sài Gòn kiếm tới đây thì con hỏi thăm Tám là cái đầu tóc ông Tám dài mấy mét rồi? Năm mét rồi. 5 mét luôn. Thấy công lực công cao xa xuôi chuyển xuống tới đây thì tôi phải làm hy sinh chứ tôi mệt dữ lắm rồi. Con tôi nó la, nó nói ông cứ cho chụp hoài. Cho bữa nay rồi chắc cuối cùng rồi, tới tỉnh Tiền Giang là tới cùng rồi. Còn nữa đâu. Ông tóc ông Tám dài 5 mét rồi. 5 mét rồi. 5 mét. Ông Tám bắt đầu để tóc là từ năm nào? Năm hồi nhỏ đi lớp học trường tới chừng 15 tuổi đó, cua rề ba ca to tôi ở về rồi cắt lúa làm mót kiếm cho lúa cho cha mẹ ăn hồi nghèo. Đập đồ xe đi lượm lúa chứ không có gì. Rồi cô học có lớp 1 là cô ăn băng te. Lớp cua rề ba ca to là tôi mới về nghỉ rồi mới để tóc ra đợi tới ngày nay. Mà học lớp 1 sao nói tiếng Pháp được? Học tiếng 1 là cua băng te, nghe thầy nói mình giờ thuộc. Thầy nói là phía ông bông phi nên của ông băng te là phít cua rề ba ca to. Lớp cua rề ba ca to viết tiếp đó, cô còn nhớ không? Rồi. Nhưng mà ông Tám mấy chục năm rồi vẫn còn nhớ. Còn nhớ chứ. Vậy đầu óc ông Tám minh mẫn à? Bởi vì thầy hỏi tôi đây này đưa đấy nón lá lên đưa này đây này Kalawashi Eon de Sabo, tôi nói mơ si si ông từ de Sabo, cái ông giám đốc ông nói trời ơi ông thầy dạy học trò giỏi quá, tiếng Pháp quá. Giỏi quá. Nhưng mà ông Tám còn hát được bài hát nào tiếng Pháp không? Còn nhớ bài tiếng Pháp nào không? Mà rề xanh nú và la nú sà kê là rề xanh rớn sà, nghĩa là bài hát nó khó lắm. Tiếng Tây. Tiếng Tây. Ông Tám là ở đây lâu chưa? Đây 1975 về đây, ở đây tới giờ luôn, lâu rồi, 50 năm rồi. Nhưng mà trong cái am này ông Tám thờ Phật hả? Thờ Phật Thánh Tiên, hội cộng đồng Tam Giáo gì, hội Phật Thánh Tiên, Ngọc Hoàng Thượng Đế gì xuống đây hết. Trong trời có một không hai thất sơn duy nhất Như Lai lập đời, có một tổ Như Lai Ngọc Hoàng Thượng Đế chứ ai lập đời được, ai mà lập đời được chứ. Phật là chắc ông Tám uống hớp nước đi, cho nó thông giọng. Thông giọng, đang nói. Hồi nãy ông Tám hứa con là ông Tám hát cho tụi con nghe một bài. Một bài. Bài gì ta? Bài Cặp Rồng Ở Đây. Là rồng trầu hổ phục, là các hàng chư tiên, chư thánh, chư thần gì cũng nhờ rồng, tôi hát cho. Long qua hội trường thi đã mở, khuyên người đời khắp chợ cùng quê, khá tu thức tỉnh qua về con đường chánh đạo hầu kề Như Lai, trời đã khiến thiên tai địa ách. Buổi hai quân là sách rồng rừa, ăn chay niệm Phật chấm trưa, làm lành mới lánh giữ mới thừa quả căn.
đó. Hay đó, quá, đó. Hay quá. A Di Đà Phật. Còn bài nữa. Bài nào? Ngài lập hội người người an lạc, sống trăm năm tuổi hạt chưa già, đó là hết hạn kỳ ba. Thượng nguồn tái tạo nhân hòa sống chung, ngài lập hội bá thùng xung hiệp như cùng bá xung hiệp, phải không? Đó là kế tiếp vị ngồi minh vương nghe vị ngồi vua hậu chúa minh yên ngồi rồi thì thần dân cung kính là tôi Lương Hiền, ngài lập hội tại miền Nam Việt đây chứ đâu. Theo. Rồi. Ông Tám ơi. Ông tóc ông dài 5 mét, làm sao ông quấn vô cái này, quấn cho con coi thử coi. Ông làm sao? Giờ phải vấn chứ sao. Giờ phải vấn thôi. Sao? Con cháu nó nhờ vấn thì phải vấn thôi. Con gái nó la quá đi. Dạ. Bữa nay về, không dám cho nó hay. Thôi đừng cho hay, cho tụi con biết thôi được rồi. Cho biết được rồi. Cho nó hay, nó la lắm. Dạ. Nó bao biểu rồi, cho ai quay chụp hết trơn. Rồi tới Tiền Giang này là tôi biết rồi, hết mức rồi đó. Dạ, không còn nữa, không còn nữa đâu. Dạ. Có lo con cháu tôi mình việc ở trên ủy ban hết trơn này, dạ. Bí thư với chủ tịch không à, chứ không ai. Nó kêu dùng chú, con của anh Mười. Mấy chục năm thì được đầu tóc vậy ông Tám? Có gì đâu, một đêm này chứ mấy chục năm, còn mình dưỡng tới giờ đó 50 năm rồi, 1175 tới nay đó là vậy đó, hoàn thành nó chứ có đâu. Dạ. Vì mình tiếp quản được chắc ăn rồi thì tới ngày nay là mình thành công rồi, thôi lo nuôi mái tóc để làm kỷ niệm. Đó, đem vô vậy đó chứ có gì đâu. Tám trùng lại thử coi. Còn vô hết chưa? Rồi đội lên thử. Còn rồi. Ừ. Đội sao hồi nãy thấy ấy, hồi thấy ai hề cho giờ vô gọn rồi không? Dạ. Vậy là không có gì đâu. Trồng cái này vô cái phụ kéo gì tôi cầm cho tóc hết. Ông nhìn lên cái ông Tám, lên ngang lên ông đội đó. Rồi. Đẹp luôn ông. Rồi. Còn mấy này nữa, nó vô chưa hết. Nó còn mấy bên đây chút nữa không? Đó là bên đó đó. Mấy này phải có ai phụ. Đúng rồi, mấy đó. Sao trước được rồi, có ngoài sao. Sao tí xíu đó, ngay góc đó đó. Rồi xong. Xong phim. Rồi đẹp quá. Rồi đội cái này lên giống luôn. Bị cái tay cũng tê rồi đây chứ phải còn nguyên. Dạ. Tê rồi hả ông? Tê rồi. Tê lâu chưa? Cầm không biết. Mới tê cũng mấy tháng. Ông Tám tự may hả? Ông Tám tự may cái nón hả? Đem giải mướn thợ nó may. Rồi, vừa hỏi rồi đó ông Tám, còn sao một chút nữa thôi. Rồi ông Tám uống lại hớp nước nữa đi, cho khỏe lại nè. Không thôi con gái về, con gái thấy mệt. Giấu nó cho đầu cho hay. Dạ. Thôi giấu đi. Giấu. Đó. Hôm nay có duyên mới gặp được ông Tám. Con mời ông Tám. Bởi vậy. Dạ. Ai cũng có nói tôi vui vẻ thì dạ. Nghĩa là tròn làm tròn sứ mạng nay là kết thúc là lần chót. Nay có ngày lễ kỷ niệm gì ở dưới để làm di tích thì làm tròn sứ mạng đây là cũng hoàn thành luôn, cũng dạ. Đẹp luôn. Dạ. Ông cảm ơn ông Tám. Rồi, đây gậy của ông đây. Rồi.
Phật, Nam Vô Phật chứng minh. Ông Tám ơi, cái hình đó ông Tám đi hồi nào, đi đâu vậy? Cái hình là đâu? Đó, trên đó. Đây vậy ha? Dạ. Cái này đi lên núi Sam, đứng trên hòn núi Sam, chụp hình cái thằng đó, nó ở nước Mỹ, nó đem xe về. Ông già nó đắc đạo trên bên nước Mỹ, trên núi Sam đó, cái hình thấp xịt ở dưới của Phật bà đó. Thành ra tôi thờ đó, nó đem tôi thờ, rồi nó cho đem xe, nó rước tôi lên đỉnh ở hai đêm hai ngày, ra đứng bệ đá mé mặt trời lặn chụp cái bôi hình đó. Làm kỷ niệm là lâu rồi, cũng được 2 năm rồi. Có người hỏi ông rằng có phải do tóc ông dài mà ông sống trường thọ hay không. Ông cười trả lời: tôi không biết. Người dân quanh vùng thuật lại rằng ông Tám Nhân sống rất ôn hòa, tốt bụng. Có lẽ vì vậy mà ông còn giữ được ánh mắt, nụ cười tươi vui dù đã ngoài 90.